Những đôi sushi này là những cái sản phẩm mà đặt hàng khó nhất từ trước đến giờ của Gazzano. Và đây chính là một trong những cái món đồ mà mình khuyên mọi người nên mua khi mà chúng ta đi giày đây và chúng ta thực sự yêu giày. Chúng ta có thể sử dụng một đôi giày trong khoảng 5 đến 10 năm, nhưng những đôi sushi này nếu các bạn không phá vỡ nó hoặc chúng ta không quăng quật thì những đôi sushi này sẽ đi với bạn hết một đời đấy.